Tại Lạng Sơn, nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đang được đẩy mạnh, trong đó có việc kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng. Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 với chủ đề tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do Sở Y tế chủ trì đã tiến hành kiểm tra gần 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đồng thời tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở ký cam kết thực hiện niêm yết giá tại nơi kinh doanh theo quy định, bán hàng hóa theo giá niêm yết, không kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.